Chào các bạn, đây là hệ thống lọc nước hầu cá sử dụng trực tiếp bằng tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Mình dùng nay đã hơn 5 tháng rồi các bạn, mình thấy cũng khá ok ha. Ở bên trong đây thì mình đang sử dụng một cái bơm không trở thang 12V, công suất là 20W nha các bạn. Lưu lượng nước của nó là khoảng 1.200 lít trên giờ. Cái bơm đây mình truyền cái ống màu xanh xanh lên đây nha các bạn. Đây, đây là lưu lượng nước nó bơm ra đây. Cái bơm này thì mình chạy trực tiếp bằng tấm pin năng lượng mặt trời luôn, không có qua lưu trữ gì hết nha các bạn. Khi nào có nắng thì nó chạy thôi ha. Đây, ở đây thì mình đang sử dụng qua một cái mặt hạ áp. Hạ áp này là 9A ha, từ tấm pin năng lượng mặt trời. Thì mình sẽ nói về đây. Đây, đây là áp của tấm pin năng lượng mặt trời nha các bạn. Đây mình đo cho các bạn xem ha. Đây nó hơi nhỏ một tí. Rồi, áp của tấm pin năng lượng mặt trời xuống đây là 34,8V. Ở đây mình đang sử dụng là tấm pin Mỹ là 65W. Lúc trước mình đã review qua nha các bạn. Nếu các bạn mà không có tấm pin Mỹ thì các bạn cũng có thể dùng các cái tấm pin năng lượng mặt trời 50W, 20V ha. Tuy nhiên thì sử dụng các tấm pin đó thì các bạn cũng phải qua cái mặt hạ áp này ha. Để mình hạ về khoảng 12-13V thì cái bơm này mới chạy nha các bạn. Đó, nếu áp cao quá thì nó sẽ bị hư cái bơm này ha. Đó, ở đây thì mình hạ về đây. Điện áp mình hạ ra đây, mình hạ về 12,5V để chạy cho cái bơm này. Đây, đây cái mặt hạ áp này thì mình mua trên Shopee với giá là 53.000 ha. Đó, khi hoạt động thì đây mình thấy cũng ấm ấm thôi, không có nóng ha. Cái mặt hạ áp này thì mình có thể chỉnh dòng chỉnh áp được luôn, chỉnh áp đầu ra bao nhiêu thì mình chỉnh theo ý mình nha các bạn. Ở đây dây hơi lỏng ha. Đó, thì cũng khá rẻ nha các bạn. Đây, ở đây mình làm cái hộp để chống nước như đó, mình để lại như vậy thôi. Đó, mình đã dùng liên tục ngay 5 tháng rồi các bạn. Thấy cũng khá là hiệu quả luôn. Thì mình cứ sử dụng nó để mình bơm cho các cái hệ thống, các cái hồ Nam Bộ hoặc các cái hồ cá ngoài trời rồi đó. Thì sử dụng quanh năm không lo tốn điện nha các bạn. Cái bơm này thì là cái bơm không trở thang nên khá là bền luôn. Đó. Thì cái tấm pin thì mình để trên nóc nhà ha. Lát mình sẽ lên cho các bạn xem ha. Đó, chi phí đầu tư của mình thì cái bơm này mình mua với giá là 130.000. Cái mặt hạ áp này thì mình mua với giá là 53.000. Coi như là 190 đi, cho làm tròn là 190 nha bạn, cái hộp nữa 190. Đó, thì các bạn mua thêm tấm pin năng lượng mặt trời. Thì nếu mua được tấm pin Mỹ như mình á thì lúc trước mua chỉ có 200.000 thôi, khá là rẻ ha. Còn không thì mình có thể mua các tấm pin 20V, 50W đó. Thì khoảng 30W nó vẫn chạy được nha các bạn. Tuy nhiên thì mình nên chọn tấm pin 50W đi cho nó dư ra một chút. Thì trời có mát xuống một tí thì nó vẫn chạy ok ha. Tấm pin 50W thì giá hàng nó thì tầm khoảng 500-600 nữa. Giá thị trường hiện tại thì cũng khá là rẻ nha các bạn. Thì một bộ như vậy các bạn làm khoảng tầm 800 thôi. Giá hàng tổng thì khoảng tầm 800 thôi. Thì mình có thể sử dụng quanh năm luôn, không có sợ tốn điện gì hết ha. Rồi, giờ mình sẽ lên trên góc nhà cho các bạn xem cái tấm pin Mỹ của mình ha. Mình để trên góc nhà nha các bạn. Đây là tấm pin Mỹ áp cao của mình nha các bạn. Đó, tấm pin này mình để trên nóc nhà như vậy. Đó, thì mình truyền sợi dây đây, mình truyền xuống dưới cái hồ cá ở dưới nha các bạn. Tấm pin này ở đây mình đã dùng nay liên tục hơn 5 tháng rồi. Vẫn dùng khá ok nha các bạn. Đó, các bề mặt mình thấy cũng khá là ok ha. Không có phát sinh lỗi gì. Đây, đây là thông số của tấm pin này. Đây, tấm pin này áp cao 65W ha, điện áp ở mặt là 46,1V. Cái dòng của nó là 2,26A, dòng ngắn mạch nha các bạn. Và cái dòng đỉnh của nó là 2,26A ha. Đó, lúc trước mình mua với giá là 200.000 các bạn, mình mua thân lý ha. Thì mình dùng nó để chạy với cái bơm này thì thấy cũng khá là ok ha. Giá thành cũng khá rẻ nha các bạn. Đây. Đó, thì hôm nay mình làm cái video này chủ yếu chia sẻ với các bạn thôi. Anh em nào mà đang có nhu cầu muốn làm các cái bộ bơm nước ha, lọc cá ngoài trời, các hòn Nam Bộ rồi đó, đang phân vân mà không biết mình chạy trực tiếp bằng tấm pin như vậy thì nó có bền không. Thì ở đây thì mình đã chạy liên tục hơn 5 tháng rồi, mình thấy nó vẫn còn khá ok nha các bạn, chưa có phát sinh lỗi gì. Cái hạn chế ở đây, hạn chế duy nhất ở đây là do chạy trực tiếp bằng tấm pin năng lượng mặt trời. Thì khi nào mà nắng to thì cái bơm nó chạy mạnh thôi, nắng yếu thì bơm nó chạy yếu xuống nha các bạn. Và khi gần sáng hoặc gần tối á, khi trời vừa sáng hoặc trời sắp tối á thì điện áp nó thấp quá, cái bơm nó sẽ kêu ngày ha. Nhưng mà ở đây mình sử dụng cái bơm không trở thang nên mình thấy nó cũng không có gì nha các bạn.
nó bơm này một chút ha, nó kêu là hè một chút thôi, sau đó nó hết ha, qua hôm sau thì nắng nó mặn lên lại, khi nào có nắng mặn lên lại thì nó sẽ chạy lại thôi, không thấy lỗi lầm gì ha. À, tổng chi phí của mình đây hết là cho cái bộ này thì khoảng 380 hay dây nhợ rồi luôn, cho khoảng 400 ha, khoảng 400k thôi, thì mình dùng quanh năm không lo túng điện nha các bạn.